Ngày 7 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo và đại diện VFF đã trở lại Việt Nam sau chuyến đi theo dõi giải hạng nhất Na Uy để xem dò tiền đạo Alexandre Đặng trong trận đấu giữa Sander Fjord và Nessosa-IL. Thông tin từ VFF, thầy Park vẫn chưa đưa ra quyết định về việc gọi cầu thủ Việt Kiều lên tuyển. Alexandre Đặng là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt của làng bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Cầu thủ có cha là người Việt Nam, mẹ người Na Uy đang thi đấu chói sáng ở câu lạc bộ Nessosa-IL thuộc giải hạng nhất Na Uy và lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang-seo trong chiến dịch tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022. Đến thời điểm hiện tại, Alex ghi 2 bàn trên 6 trận, được đánh giá là chân sút số 1 của Nessosa-IL ở mùa giải 2019. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tới Na Uy dự khán theo dõi trận đấu giữa Nessosa-IL và Sander Fjord Fotball thuộc khuôn khổ giải hạng nhất Na Uy. Kết quả, câu lạc bộ của Alexandre đã thua 1-2. Bản thân anh chơi khá mờ nhạt. Website chính thức của câu lạc bộ Nessosa cũng nhấn mạnh, Alexandre đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo Nessosa-IL về cơ hội khoác áo đội tuyển xếp hạng 99 FIFA. Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo về việc này và họ rất ủng hộ một thành viên thuộc câu lạc bộ trở thành tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là liệu huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF có gật đầu với trường hợp cầu thủ Việt Kiều này. Sau trận đấu giữa Nessosa và Sander Fjord, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với ông Đoàn Anh Tuấn, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia của VFF được cho là có cuộc gặp gỡ với cầu thủ Alexandre Đặng và gia đình tiền đạo Việt Kiều Alexandre Đặng. Tuy nhiên, theo thông tin VFF chia sẻ, huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa quyết định có gọi tiền đạo Alexandre Đặng lên đội tuyển Việt Nam thời gian tới hay không. Dường như thầy Park muốn tiếp tục theo dõi cầu thủ này trong thời gian tới trước khi đưa ra quyết định. Thầy Park nhận xét ngắn gọn. Hiện tại, đội bóng của Alexandre Đặng xếp ở vị trí thứ 6 của giải hạng 2, nên tôi cần theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định. Bản thân cầu thủ cũng phải có sự phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn ở các trận đấu tới. Sau khi trở về từ Na Uy, huấn luyện viên Park chưa đề xuất triệu tập Alexandre Đặng. Ông chưa kế hoạch tới xem trực tiếp thêm trận đấu nào của Nessosa, nhưng vẫn giao các trợ lý thu thập qua băng hình để theo dõi thêm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park và Đặng có cuộc gặp ngắn nhằm trao đổi nhiều thông tin. Chuyến đi của ông Park nhằm trực tiếp quan sát Alex Đặng thi đấu, đồng thời đánh giá chính xác hơn về trình độ giải hạng 2 Na Uy. Alex Đặng chưa có quốc tịch Việt Nam và không nói được tiếng Việt. Người đại diện của chân sút này từng đề nghị VFF gửi thư mời hoặc triệu tập thân chủ trước, rồi mới tiến hành làm quốc tịch, nhưng VFF từ chối. Với lý do mọi quyết định nhân sự ở đội tuyển là do huấn luyện viên Park quyết định, và theo luật, VFF cũng không thể triệu tập cầu thủ chưa có quốc tịch Việt Nam. Bằng nhiều hình thức khác nhau, ông Park và đội ngũ huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi quá trình tập luyện, thi đấu của các cầu thủ Việt Kiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ quan điểm ủng hộ các tài năng Việt Kiều lên tuyển miễn là họ đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn lẫn pháp lý cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trong bài phỏng vấn trên website chính thức của Nessosa-IL, Alexandre Đặng xác nhận về cơ hội khoác áo đội tuyển quê cha. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán trận đấu. Việc được khoác áo tuyển Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên tôi biết rằng sẽ rất khó khăn. Tiền đạo 29 tuổi cũng cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ fan Việt lẫn kỳ vọng lớn lao của thầy Park vào mình. Việt Nam có tới 95 triệu người. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lặn lội quãng đường dài chỉ để gặp gỡ tôi. Vì vậy đây là một cơ hội ngàn vàng. Rất quyết tâm được khoác áo tuyển Việt Nam, nhưng trong trận đấu ra mắt huấn luyện viên Park Hang-seo, rất tiếc là cầu thủ ghi 13 bàn ở giải hạng nhất Na Uy mùa trước lại chơi khá mờ nhạt. Alex Đặng thi đấu trong vai trò hộ công. Ở trận đấu, anh đã thi đấu khá xông xáo và tích cực di chuyển. Tuy nhiên việc phải gặp một đối thủ rất mạnh có thể là một nguyên nhân khiến chân sút này bị đói bóng và không có nhiều cơ hội dứt điểm. Bên cạnh sự háo hức chơi cho đội tuyển Việt Nam, Alex Đặng cũng không tránh khỏi một chút lo lắng. Nếu tôi được trao cơ hội này, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi thứ phía trước rất thú vị, nhưng sẽ có những khác biệt về mặt văn hóa cũng như khí hậu. Tôi được biết ở Việt Nam nhiệt độ thường lên tới 35 độ C. Tại Woodness, nơi tôi sống, hiếm khi có những ngày nắng chói chang kiểu như thế. Bên cạnh Alex Đặng, huấn luyện viên Park còn đang theo dõi một loạt cầu thủ Việt Kiều khác như Philip Nguyễn, thủ môn số 1 của Slovan Liberec ở giải vô địch quốc gia Séc, Jason Quang Vinh Pendan chơi cho Sochaux tại Ligue 1 và từng khoác áo U18 Pháp, Kevin Bùi thi đấu cho đội U17 Vitesse Arnhem, từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan dự giải trẻ châu Âu. Ngoài ra, sau chuyến đi Na Uy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi sát sao phong độ của một số cầu thủ Việt Kiều khác đang thi đấu trong nước có mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam như Martin Lô, câu lạc bộ Phố Hiến thi đấu ở giải hạng nhất, Adriano Smith, câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu ở League, hay Mạc Hồng Quân, thi đấu cho Than Quảng Ninh. Cuối tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại cho King Cup tại Thái Lan từ ngày 5 tháng 6 tới ngày 8 tháng 6. U23 Việt Nam cũng sẽ hội quân tại Hà Nội để đá giao hữu với U23 Myanmar tại Mỹ Đình hôm 7 tháng 6.
Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông cần theo dõi Alex Đặng và các cầu thủ Việt kiều nhiều hơn trước khi quyết định triệu tập những tài năng này lên tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những quyết định mang tính quyết định của ông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để nhận được các bản tin tiếp theo của chúng tôi.